Evening, hôm nay các bạn sao rồi nhờ? Trời ơi, hôm nay lạnh lắm ý. Hôm nay cô ơi, cô không có lạnh cô. Sao thầy Vương lại dùng nick của thầy Quân cô? Hello teacher. Good evening. Hello teacher. Oggy hôm nay có cái background nhìn khác đấy. Các bạn rất là tốt nha, rất là khá nha. Các bạn đã quen với việc vào lớp và nếu mà đã ổn định chưa rồi các bạn đã icon raise hand. Anh raise hand, Ngọc Quê raise hand. Ok, Minh Đức ok. Hello teacher. Hello. Have you had dinner yet? Các bạn nào ăn tối rồi nào? Ăn tối mới cho học nha, chứ ăn chứ không cho học đâu. Cô có thể hiểu cho con bạn. Bạn nào phải ăn rồi? Chưa ăn rồi. If you ăn tí nữa nhé. Come outside and drink a glass of water. Okay. A glass of water here. Nào, không tốn cái gì cả, không tốn thời gian nhưng mà chỉ tốn nước thôi, tốn nước thôi. Xong rồi nào, xong rồi làm gì rồi? A little bit. Right. Các bạn nhá, nhớ nhá, đi lấy nước để uống nào. Ra ngoài lấy một cốc nước nào để uống. Con ăn rồi, Hoàng Ngọc Nhi ăn rồi. Ăn rồi. Các bạn lấy nước. Good evening, teacher. Ok, lớp mình bắt đầu đông rồi đúng không nhỉ? Và như thường lệ thì cô cũng hay nói với các bạn là mỗi khi mà chuẩn bị vào lớp học thì mình sẽ I will have a glass of water, right? And we will go on with the exercise first. Okay, so do you remember about the exercises I have given you? Do you remember? What were our exercises at the previous class? Who can? Who know? Okay, today we will study about the new unit about wild animals. Hôm nay mình sẽ học về unit mới, đó là về wild animals. But before we go on with the new unit here, we will go on the taking exercises which you have done here. So we'll go on the Facebook. Cô thì nhận được không biết là do các bạn không tag cô hay như thế nào ấy, cho nên là cô nhận được không ít bài, hoặc là do các bạn đã quên mất cái cách để mình nộp bài tập rồi. Thì hôm nay cô trò mình cùng xem một số các bài làm của các bạn trước nhá. Các bạn làm lần này tốt lắm, sau cái bài hôm trước mình chữa về cách phát âm thôi mà các bạn lần này các bạn tiến bộ hẳn ra, thật sự đấy. Ok, nhìn vào đây nào, để cô cho các bạn xem nhá. Where is this? Okay, I will send you the sound here. And can you see the screen now? We will go on with the group. Giỏi tiếng Anh cùng con đúng không nhỉ? Cả lớp đã rất quen thuộc với cái nhóm này đúng không? Nào, xem bạn nào hôm nay đã nộp bài trên này rồi nhá. Okay, look at this here. Ấn tượng nhất với cô hiện tại bây giờ ấy là bạn Đức Minh. Yes, Đức Minh hôm nay có ở trong lớp không nhỉ? Đức Minh thì trước đó thì Đức Minh cũng đã gửi cho cô rất nhiều bài nhưng mà cô không nhận được tại vì Đức Minh quên mất cái chữ hashtag Miss Ngọc này này.
Đó trời, bạn ấy quên mất. Thế là không, cô thì không nhận được bài mà bạn ấy cũng không được kiểm tra bài. Tuy nhiên các bạn xem Đức Minh nha. In my class have 14 students. My name is Hello teacher. My name is Dương Đức Minh. I'm 7 years old. Đúng không nhỉ? Bạn Đức Minh đợt này bạn có bị mất thêm tí âm gió nào không? Không đúng không? Đương nhiên là ai bắt đầu tập thì cũng hơi sượng sượng một tí nhỉ? Cũng hơi khó khăn một tí, như kiểu cô ngày xưa cũng thế, cô phát âm cô cũng khó lắm. Thậm chí là có cái chỗ nào mà có S cái là cô bỏ luôn. Có bạn nào giống như cô không? À, Kỳ Phí Kim Ngân bảo không đâu, có mỗi cô thế rồi. Đúng không? Nào, tên đưa là trước nha, là cô hay bị bỏ âm đuôi lắm. Nhưng mà hôm nay nhìn Đức Minh này, Đức Minh em nói này. Thôi rất là cố gắng đấy, rất là cố gắng đấy. My school is Trần Văn Dư Primary School. Primary school, right? In grade 2. Không biết là có bạn nào hỗ trợ đằng sau không, nhưng mà thấy là liếc liếc cái nha, đúng không? Các bạn có thấy liếc liếc không? Có thấy liếc liếc không? Liếc liếc nha, Đức Minh nha. Rồi, liếc liếc nhưng mà thôi không sao. Nói chung là cũng là rất là cố gắng để có thể phát âm chuẩn. Mặc dù nói chậm này. Đấy, các bạn bắt đầu nói chậm thôi. An Phú nha. An Phú thì đợt này là cũng lâu lâu không kiểm tra là cũng hay mất âm gió mất rồi. Thế cô cũng phải nhắc nhở An Phú nhá. Rồi là có Minh Châu này, Minh Châu là bài tốt lắm này. Minh Châu có cái bức vẽ này hay này, bài tốt này. Đó, rồi là em gái của Minh Châu là Ngọc Nhi này. Cũng được này. Đó, các bạn ạ, Lê Đạt, Lê Minh Đạt cũng được. Bởi vì là các bạn dần dần đã biết cách là nói chậm hơn. Ngọc Khuê này, Ngọc Khuê gửi bài sớm lắm. Ngọc Khuê thì lúc nào cũng là top rồi. Thế Thùy Dương có gửi bài cho cô không? Dương quên à? Dương quên rồi. Đâu, cô mở mic cho Dương nhá. Alo Dương, là Dương mở mic nào. Hello teacher. Thế là bài tập về nhà. Ơi, Phạm Phú Tiến Minh các bạn ạ. Trệt rồi, quên. Thôi cả lớp nha, cả lớp phải quên. Bây giờ Dương với cô xem Phú Tiến Minh làm bài nào nhá. Con làm hết rồi, nó không làm bài cho cô được quả con. Hello teacher, my name is Phạm Phú Tiến Minh, 7 years old. I study Hayden Family School. Đó, Phạm Phú Tiến Minh thì hay mắc cái lỗi là thiếu âm gió, đúng không? Hay mắc cái lỗi là thiếu âm gió, đặc biệt là âm S. Đấy. Thì là Phạm Phú Tiến Minh hôm nay có góp ý nha, tại vì là cái bài này chắc là cô mai cô mới nhìn thấy này, bây giờ cô mới nhìn thấy này. Rồi các bạn nào, xem ở dưới nào. I like. Ủa, bên này thế nào, đây sao mà nói là không có tí năng lượng là thế này. Chết rồi. Để cho xem là Tiến Minh nó đi đâu mất rồi nhỉ? Dương tìm quanh xem là Tiến Minh đâu cho cô cái nào. Nhìn quanh ở trên các bạn là Tiến Minh đâu rồi. Thì đây. Đây bài cô Thư, chó cô Thư này. Đấy, chó cô Thư này. Đấy chưa? Cho cô Thư gửi bài đầy đủ lắm. Nha. Ok rồi, mình check kênh một chút thôi thì mình cũng chỉ quay lại. Để mình tóm gọn lại là các bạn sẽ cố gắng phát âm chuẩn. Lần này thì mình cố gắng nói chậm lại một chút nha. We speak slower and slower, but it's enough. Ok? Don't worry when you speak slower. We just worry about that you speak in the wrong way. Mình chỉ lo khi mà mình phát âm sai thôi. Đâu nhá. Rồi, để mình kết thúc bài hôm trước rồi nhá. Thì hôm nay mình sẽ đến một bài mới. Có vẻ sẽ một thử thách mới của các bạn luôn. Đây này, cô cho xem này. Trời ơi, look at this. Today we will study about the new thing. The new thing here about the big English tree. You need 8 wise animals here. You need 8. Okay, cô tính là bài mặc dù nó là từ unit 1 nhưng mà đây là unit 8, nhưng mà cô tính đây là bài học về động vật cho nên cô muốn đẩy nó lên trước, đúng không nhỉ? Wild animals. So, who can choose who know about the phrase wild animals? Who know about this? Wild animals. What are wild animals? What are they? Con gần nhà của Dương Đức Minh.
Con vật, đúng rồi, con vật. Nhưng mà con vật như nào? Lại là wild cơ. Wild animals. Wild animals. So can someone taste to me some wild animals here? Nha, nó đều là animals, đúng rồi. Dog và cat đều là animals. Nhưng mà nó là động vật vườn thôi. Còn wild animals là động vật thế nào nhỉ? Hoang dã. Được chưa nhỉ? Động vật hoang dã. Nào, ok. Cả lớp đọc theo cô nào. Wild animals. Nào, ok. One more time. Wild. Wild. Ok. Animals. Animals. Ok, great. So, one more time. Wild animals. Okay, I will pick one of you to speak out of this word. Đỗ Bảo An, please. Wild animals. Good girl. And Phi Kim Ngân, please. Wild animals. Good girl. Wow, 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 wow. I think that is a difficult phrase. Oh, cô nghĩ nó là một cụm khá là khó, nhưng sao các bạn lại trả lời mà đọc mượt mà này nhỉ? Tốt lắm nhỉ. How about Nguyễn Lương Hà An? Wild animals. Wow, trời ơi. Thế là đúng là một cái hôm mà cô hướng dẫn các bạn đọc cái hôm một hôm là mình học speaking là có cái tác dụng rất là lớn đúng không? Ai trời lại bắt đầu lớp thì thank you Lương Hà An nha. Đấy các bạn ạ, để hơi tí một tí thôi là bắt đầu giận cô rồi đấy. Nào các bạn không giận cô nữa nha. Nào các bạn comment không giận cô nữa nha. Thì lớp mình đông mà đúng không? Rồi ok, wild animals. Can you show me some wild animals? Có một số bạn nào cho cô biết là những cái động vật hoang dã mà các con biết nào? Cho cô biết là một số từ nào. Vừa nãy cô nhìn thấy từ tiger rồi đấy. Tiger ở đâu nhỉ? Đây, có bạn nào vừa comment tiger cô đọc qua ấy. Lion, Hoàng Minh Châu. Say to me that is lion. À, Đặng Thị Minh Ngọc. Say to me. Oh, so many. Tiger, bear, lion, eagle. Oh my god. Snake, lion. Wow, 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 con không giận cô đâu. Ok, thank you. So, các bạn rất là thông minh, rất là thông minh rồi. Động vật hoang dã khác với động vật nhà là nó ở trong môi trường rất là hoang dã đúng không? Rồi, nào bây giờ mình sẽ xem nha. Một số các bạn comment rất là đúng rồi. Cô Tuyên Dương nha. Tại vì vừa đây bạn Hoàng Minh Châu và bạn ấy comment hết đấy. Bạn ấy vừa mới có một cụm dãy toàn các từ mà hôm nay mình sẽ học thôi. Siêu thật. Yeah. Okay. You know that today we will study about wild animals. So, are you ready with this? Yes? Yes or no? Yes. Thank you. So, before we go on the lesson today, we will listen to the song and then you use a pen to point to the words. Yes or no? Yes, good. So where is your pen? Where is your pen? Where is the pen here? Show me your pen here. Okay, I can see. Oh, you have a pen. Ngọc Khuê, sợi giơ tay. Pen, not hands. Okay. Pen, great. Hân, where is your pen? Where is your pen? Pen của Hân đâu? Hân đâu, cho cô xem Hân bút nào. Rồi nhá, mình sẽ lấy bút để mình chỉ vào bài nhá. Ok, cô không gọi nhưng mà tất cả các bạn ở dưới là cô đều xem ở trên cái màn hình nhỏ nhỏ này. Đó, có những bạn nào đang làm gì cô biết hết đấy. Nha, rồi, ok, cả lớp gần như đã có bút rồi. Chả có bạn nào không có bút cả, đúng không? Tú Phương có cái bút đỏ xinh thế. Chữ Ngọc Diệp Anh này. Ngọc Diệp Anh có bút hồng này. Ok, xem nào. Thế thầy Vương không lấy bút ra à? Thầy Vương không lấy bút ra, các con không lấy bút bây giờ. Rồi thầy Vương có bút đi kìa. Đấy. Cứ bảo làm cái thầy thì không làm, làm sao mà các bạn bắt chước được. Đúng không các con? Nào, ôi dồi ôi. Nào, ok, so listen to the song now. Here, listen to the song. Unit 8. Wild Animals. Page 94. Activity 1. Listen
and read. Then sing to the zoo. Sing to the zoo. Finish the song today, and do you realize how many wild animals here? Oh, come on! Yes, yes, that's a good song, right? Đúng là hôm nay là cái bài hát này rất là hay luôn. Vậy thì các bạn đã nhận ra nào? How many wild animals here? How many? Who can show me how many wild animals? Các bạn có biết là trong bài hát này là các bạn nhìn thấy sương sương là có bao nhiêu từ chỉ về động vật hoang dã không? Bao nhiêu? Who can? Three? Who can? Đức Minh biết không? Không, hơi phân vân đúng không nhỉ? Hơi phân vân một tí. Thế Đức Minh với cô cùng tìm với cho các bạn nhá. Nhá, được không? Ok, thế là Đức Minh với cô nào, để cô tìm Đức Minh nào. Ok. Can you hear me? Yes, I can. Yes, good boy. So, the first, we will go on the first animals here. So, in the first line, I really like animals. Mm-hmm. Do you like them too? That's why I'm so happy. We are going to the zoo. Okay, it's the beginning of the song. But now, some animals are small. Một số các động vật thì như nào nhỉ? Thì. Rất là thế nào nhỉ? Small như nào nhỉ? Dạ, thì con là thanh nhỏ. Đúng rồi, chúng nó rất là nhỏ, đúng không? But some animals are big and furry là gì nhỉ? Một số con vật lớn. Đúng rồi, ok, tốt lắm. Good job, I want to see them all today. Có nghĩa là hôm nay chắc là bạn này đi chơi sở thú đấy đúng không? Cô thì ở Hà Nội rất là lâu rồi đúng không nhỉ? Nhưng mà có biết không, dịch dã quá nhiều. Mình không được đi chơi sở thú. Ok, rất là tiếc. Nhưng xem bài hát này tự nhiên thấy bảo thôi dịch nhanh lên này còn đi sở thú chơi. Ok, nào, so, gì nhỉ? Nào, chuẩn bị xem này nhá, nào, a polar bear. Do you know about the polar bear, Dương Đức Minh? Yes, I can. Polar bear nghĩa là con gấu trắng ở Bắc Cực. Wow, amazing! Ok, polar bear is white, ok, and fluffy. Good job! Is it big or small? It's not small. Okay, good. Of course, it's not small. Okay, what can they do now? What can a polar bear do? A polar bear can catch up fish.
Wow, you're amazing, Dương Đức Minh. À, bây giờ con mới nhận ra là ô Kim Ngọc gửi cho cô cái gì ấy. Kim Ngọc chụp gửi lên cho cô nhá. Ok. Bây giờ cô mới nhận ra là lớp mình có Dương Đức Minh học khá đấy nhở. Đây là Dương Đức Minh. Tiếp nào. Dương Đức Minh ở hôm nay giúp các bạn nào. Ok, how about a monkey? Can you describe a monkey? Yes, it's monkey. Là con khỉ. Là con khỉ. Ok. How about their arms? Long or short? Cô nói lại đi. Okay, arms. Arms. Their arms. Long or short? Dài hay ngắn nhỉ? Cái arm này. Yes, it's long. Yes, long. Okay, what can they do? What can they do? They can climb a tree. Yeah, they can climb a tree. Okay. Bây giờ mà bảo cô Ngọc với cả Dương Đức Minh mà đi climb a tree thì chắc là chỉ được bước 1, bước 2 rồi đúng không? Thôi nhỉ, bây giờ như cô Ngọc với cả Dương Đức Minh thì may ra là còn trèo cây được. Chứ mà bảo cô Ngọc trèo cây là chắc là bây giờ là cô chịu chết rồi. Cô chịu đấy. Để cô nặng lắm con ạ. Cho nên là cô không trèo cây được. Các bạn nào trèo cây được không? Climb a tree là who can? Who can climb the tree? Can climb a tree. Yeah, Dương Đức Minh can climb the tree. Khánh Vân biết climb a tree không? Biết không? Không á? Kim Ngọc biết không? Không, ui chả ai biết trèo cây ở đây. Ở đây có ai là thuộc diện là thích trèo cây hái hái quả vườn không? Hu. Thế toàn là đây, phí Kim Ngân giơ tay này, toàn các trèo cây trưởng đây rồi, xem nào. A à, Ngọc Khuê ui giơ tay đọng đạc quá, Hân này này. Ai giờ Đỗ Bảo An, Thùy Dương thích thích trèo cây. Ôi trời ơi, đây anh Khoa trèo cây được, Trần Duy Phong trèo cây được. Thế Nhàn có biết trèo cây không con? Nhàn lớp 1 ấy, nhìn trông có vẻ nhanh nhạy là có biết trèo cây không? Ôi giời, xem nào. I can. Chí Thanh biết trèo này. Đâu rồi? An Nhi biết trèo không? Kim Ngọc biết trèo không? Thảo biết trèo không? Phạm Hiền Thảo ấy. Còn các bạn nào để số 1 đây này có cái tai nghe của Pantado này, cô nhận ra ngay là bạn này là học sinh của Pantado này bởi vì có cái tai nghe của Pantado nhá. Nhưng cô không biết tên, thấy ghi để số 1. Khánh Vân con muốn được gọi. Thế Khánh Vân trèo được cây không nào? Ok, rồi trêu thế thôi, được chưa nhỏ Hiệp Phạm. À Hiệp Phạm bây giờ vào rồi này. Rồi, hello Hiệp Phạm. Gia Hân này, Gia Hân biết trèo. Rồi nha, trèo cũng trèo cẩn thận đấy nha. Chứ không phải như cô đâu. Ok, so tiếp tục nào Đức Minh ơi. Can you hear me? Ồ, như cô tắt mic của Đức Minh rồi sao nhỉ? Thế cô tắt mic của Đức Minh rồi à? Ô các bạn ơi, thế bây giờ để Hiệp nhá. Hiệp nào, lâu lâu rồi không thấy con dài lên. Hello. Yep, can you hear me? No, but I cannot hear you, you know. Something was wrong with your microphone. Thấy là mở mic rồi nhưng mà con nói cô không nghe được. Con thử nói mà. No, tai nghe hỏng rồi. Có tai nghe hỏng vậy thì phải mua cái mới rồi. Hôm trước thấy cái tai nghe chụp chụp của Pantano tặng đâu rồi. Cắm nó vào nào. Bố ơi, hỏng tai nghe rồi. Con giúp tai nghe xem nào. Con hello cái nào. Hello. À đấy, giúp tai nghe thì lại nói được. Now, okay, can you see? Okay, another wild animals here. Fish. Fish, good. What can they do? What can they do here? The fish can swim. Good boy, the fish can swim. And? Cheetahs can run. Can run. Wow. Okay, so can you count me total? How many animals here? How many animals in the song? Sáu. Yeah, 1, 2, 3, 4. Okay. Not 6. Where 6? Where 5? Where 6? 5. Where? We have a polar bear. We have a monkey. We have fish. We have cheetahs. Oh, okay. We have 4. 4. 3. 4. 4. Okay.
Okay, so now we will move on another animals. Hôm nay đâu chỉ học mỗi bốn con này đâu đúng không? Hiểu ạ? Không những chỉ có bốn con, không những chỉ có sáu con mà có tận nhiều lắm mà khó đọc lắm. Sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Okay, great. So thank you here. Thank you so much các bạn nào. Mình thì hôm trước là vừa học luyện phát âm rồi cho nên là cô sẽ dạy rất là kỹ về phần phát âm nha các con nha. So, we need to listen and we read, point and say. Nào, lại là cái chiếc bút thần kỳ của các bạn. Chiếc bút chính là vật mà lúc nào các bạn cũng phải có, đúng không? We always have the pen beside you and the cup of water beside you, right? Một cốc nước và một chiếc bút. À, học với cô Ngọc chỉ cần thế thôi, chứ không cần cầm điện thoại đâu, Giao Hân nhá. Giao Hân nhá. Giao Hân 3B. Ok, rồi, ngoan. Look, listen and read. We need to listen. Lúc nào cũng vậy, mình phải nghe trước. Luôn luôn là nghe trước. Không bao giờ là viết, không bao giờ là đọc, mà là phải nghe trước. Các bạn hiểu không? Luôn luôn là nghe trước, nhớ cho cô nha. Cứ nghe đã. Ok, so let's start it. Page 95, activity 2. Listen and read. Point and say. Girl. 1. Cheetah. Cheetah. A cheetah can run fast. A cheetah can run fast. 2. 2. Hippo. Hippo. A hippo has a big mouth. A hippo has a big mouth. 3. Kangaroo. Kangaroo. A kangaroo can jump. A kangaroo can jump. 4. 4. Giraffe. Giraffe. A giraffe has a long neck. A giraffe has a long neck. 5. 5. Polar bear. Polar bear. A polar bear can swim. A polar bear can swim. 6. Zebra. Zebra. A zebra has black and white stripes. A zebra has black and white streaks. Oh, come on, listen one more time. Okay, we have the word about animals and it describes about animals, right? Vừa là có từ mà vừa là miêu tả nha. Okay, now one more time we say. Nhớ đọc theo nha, các con chưa bắt được từ nào thì cứ đọc theo thôi, được chưa? Cô sẽ hướng dẫn nào, câu đầu tiên nào. Page 95, activity 2. Listen and read. Point and say. 1. Cheetah. Okay, cheetah. Đây là tiếng Anh Mỹ, cho nên là mình sẽ nghe giống âm d, d. Cheetah, cheetah. Right? Còn mà bạn nào mà học tiếng Anh, các bạn có thể đọc thẳng ra. Cheetah cũng được. Cheetah. Hoặc là cheetah. It's okay. Now, one more time. Cheetah. Đâu rồi? Oggy đâu? Cheetah. Cheetah. Con báo ấy. Con này thì chạy lên nhanh lắm. Nào, cheetah. Nào, cô sẽ mời một bạn nhá. Bạn số 1 này. Bạn là học sinh của Pantado ấy. Nào, can you? Ôi, nó bị nhảy đi mất rồi. Nào, Trung Kiên nào. Trung Kiên nào, open the mic. Hello, can you hear me? Cheetah. Good, cheetah. So, we listen again and tell me what can they do, right? A cheetah can run fast. What can a cheetah do? A cheetah in a can run. Okay, a cheetah can run, run, run. Hôm trước dạy running, running ấy, cái ví dụ mà Hiệp đi trộm chó, à nhầm, Hiệp đi treo chó ấy, các bạn nhớ không? Nhớ không? Run, run ý. Okay, now run fast. Nào, con đọc lại cho cô nào. A cheetah can run fast. Trung Kiên nào. A cheetah is run, run fast. A cheetah can, có thể, can run fast. A cheetah is, a cheetah
can run fast. Good boy. One more time. A cheetah can run fast. Good boy. We listen again. Cheetah. A cheetah can run fast. Đúng không nhỉ? Đấy, bây giờ khi mà mình đọc chuẩn được rồi, mình mới biết à. À, ai là Oki có chuyện kìa. Đó, à, thì hóa ra là nghe không đến nỗi mà khó như thế đúng không? Mình đọc chuẩn, mình đọc nhanh hơn thì có phải là đúng không? Cheetah. A cheetah can run fast. Ok, thank you Trung Kiên. Thank you so much. Ok, another person. Another person. Two. Hippo. Okay, I will call one of you. Who can? Who can please? Who can à? Bạn nào nghe được không? Nghe được con này không? Nào Đăng Khôi à, bạn này mới này, lâu không gọi này. Hippo. Good boy, hippo. Câu 14, chúng ta đã nhận ra rằng của nó là hippo. A hippo has a big mouth. Okay. A hippo has a big mouth. Ah, okay. A hippo has a big mouth. So, big mouth. Các bạn sẽ có một số bạn chưa nghe từ này, nhưng mà từ big mouth nào như thế nào? Con diễn tả từ big mouth. Big mouth. Big mouth là như nào? Vàng. Như nào nhỉ? Big mouth là cái gì? Mồm to hả? À, mình có thể dùng cái từ khác kìa, miệng rất là rộng nữa. Trời đất ơi. cái con hà mã này đúng không nhỉ? Tiếng Việt gọi là hà mã. Mà kiểu hà mã. Ừ, đúng rồi, ý nghĩa là hãng thuốc hay là trẻ em. 16. Kẹo xe gì tên là hippo các bạn. Hippo là con hà mã với cái miệng rất là rộng nhá, cái mồm to nghe hơi vô duyên đúng không nhỉ? Rồi, thank you bé. Bạn này nghe tốt đấy, bé tí mà nghe tốt thế. Ok. So next. Nào tiếp tục các bạn nghe nào. Hai bạn nam vừa nãy là nghe rất tốt rồi, có cần một bạn nữ nào. 3. Kangaroo. Who can? A girl, please. Kim Ngọc nào. Kangaroo. Good girl, so listen more. A kangaroo can jump. What can a kangaroo do? Jump. A kangaroo and jump. Okay, con nghe được từ jump, đúng không? Jump, đúng không con? Đúng rồi, nhảy. Nhảy lên cái từ jump, trong từ jumping ấy. Đúng rồi. Can, a kangaroo, can jump. Một con kangaroo có thể bật nhảy. Ok, bật nhảy như kangaroo ấy. Rồi, và tớ, nếu mà một số bạn mà ở bên Úc thì cũng chia sẻ rằng là mấy cái bạn kangaroo này có thể đi ra đấu tay đôi với cả người đấy. Tự nhiên thấy ông đấy nóng tính nào đi ra đánh nhau được như mấy bạn du côn luôn ấy. Nào nghe lại một lần nhá. 3. Kangaroo. A kangaroo can jump. A kangaroo. A kangaroo can jump. Okay, can jump. Good girl. Thank you. Nào mình đã có từ cheetah, hippo. Kangaroo, right? Cheetah, hippo, kangaroo. So, bây giờ tiếp tục nha. Tiếp tục nào. Thank you, Kim Ngọc nào. Mình tiếp tục một bạn nữ nào. 4. Giraffe. Okay, who can? Who can listen to this? Nào, cô xem nào. Các bạn giơ tay lên là để cô nhìn nè. Ai, trời ơi, Tú Phương nó đang khóc. Dòng hai dòng sông ấy kia. Rồi ơi. Yep, cơ. Now hello. Hello teacher. Okay, great. So, what can you hear about this? What is this? Giraffe. Giraffe, good girl. So, we listen more, right? Con cũng có một bạn có bông giraffe ấy cô. Show me your real giraffe, please. Where's the giraffe? Oh, my bed. Oh, come on, my baby is a huge giraffe, you know.
It is a huge giraffe. Okay, look at the Tú Phương. Yeah. Wait. Oh my god. I don't see you. I don't see you. Nào, mẹ Tú Phương ngồi im nha để cô xem là cô ghim cái này lên. Xong chúng mình sẽ nhìn thấy một con. Ui, bạn Hương Quỳnh có con giraffe màu hồng xinh lắm các bác ạ. Đâu rồi? Ui giời ơi, Phương ơi. Các bạn có nhìn thấy của Phương không? Cái của con là nó to tận như thế này cơ, vừa lấy cổng con thì con cũng có một bạn giraffe to như vậy và một bạn hippopotamus. Ôi dồi ôi, Trung Kiên lạy luôn này kìa. Trung Kiên là lạy luôn nè, các con giơ cái cổ của bạn ấy lên nào. Giraffe, đúng rồi, đấy chính là cái đặc điểm của bạn giraffe đúng không nhỉ? Sau khi mà các bạn xem lại clip của cô mà quay mà ở trên YouTube như này ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy Tú Phương đang xách cổ bạn giraffe ra đây. Và cô cũng nhìn thấy bạn Quỳnh nha, có một bạn giraffe rất là xinh nhỏ nhắn đây, cô pin bạn này lên nào. Quỳnh, ôi dồi ôi, màu hồng. Giraffe. À, bạn này cũng có cái đúng cái con giraffe màu con thích luôn kìa. Đúng rồi kìa, Tú Phương hỏi Hương Quỳnh đi xem bạn giraffe này mua ở đâu rồi à. Các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy của các bạn không? Còn cái con giraffe của con thì con không biết bố mẹ con mua từ đâu. Ôi trời, thế thôi, hôm sau nha, cô chỉ có mỗi con khác thôi. Cô không khác kìa cả. Đấy, con khác nó ở đằng sau thôi cả. Nhưng mà con này to lắm, nhưng mà cô sẽ đổi sang cái món giraffe này. Ok, thank you hai bé con nha. Là tiếp tục là Tú Phương sẽ phải nghe tiếp là giraffe thế nào nữa nào. A giraffe has a long neck. A giraffe have a long neck. One more time. A giraffe has a long neck. A giraffe has a long neck. Cô sẽ phân tích nha. A giraffe has. Đúng không? Bởi vì đây là danh từ số ít. Has. Chứ không phải là have nha. Nào lại cho cô nào. A giraffe has a long neck. A giraffe has a long neck. Good girl. So, one more time. A giraffe has a long neck. A giraffe have a long neck. Has a thì đọc là đọc nối là has a. Okay, cô sẽ viết to lên trên này cho các bạn nha. Has, đúng không? Ôi dồi, cô lại xóa mất rồi. Has. Ôi cô, nhưng mà con tưởng con gì cô cũng có cơ. Mùi cô không, nhà cô là cái con thú bông á. Thú bông thì con có rất là nhiều. I have so many teddy bear. Đúng rồi, many kind of teddy bear. Từ has đúng không? Has là có, được chưa nhỉ? Bình thường là con sẽ ngủ với bạn giraffe đó. Thế nào con đọc lại là ngủ bạn giraffe thì con đọc lại nào. A giraffe has a long neck. A giraffe has a long neck. Has a. Đúng rồi. Has a long neck. Bởi vì sao? Bởi vì đọc nối với cái chữ z này này, cái âm z này này. Đúng không? Has a. Đây là một cái trường kiến thức mà các bạn nên ghi nhớ không? Bởi vì sao khi mà mình đọc nhanh ấy. Con học qua rồi cô ạ. Vì ở Comprehender con học một khóa, bây giờ là khóa thứ hai của con vẫn đang học dở. Đúng rồi, thế nhưng Tú Phương nên là thi thoảng thứ hai là con xin cô nghỉ để con học với cô á. Ôi giời ơi. Chỉ vì một lý do khác. Thôi rồi, tên đấy chưa mà phải xin nghỉ lớp chính để học lớp phụ đây đúng không? Trời, thế mà mới biết là tại sao mà lớp cô Ngọc có nhiều cái hay để học đúng không nhỉ? Đúng không nhỉ Phương? Sau một khi mà mình học thì con là con lên một cái khóa khác rồi ấy. Con học sang học một cái khóa khó hơn là cái khóa cũ của con. Đúng rồi, cô thấy Tú Phương đang học kể cả lớp cộng đồng là học ở bên level 3 đúng không nhỉ? Cả lớp nhá. Tú Phương còn đang học vừa lớp level 3 này và học khóa thứ 2 của Pantado rồi. Và sau khi mà mình học ở Pantado ấy thì đương nhiên là cô nào thì cũng sẽ con được tặng hai cái tai nghe, nhưng mà con sao chị rèn gì nào? Bây con chia sẻ với cô tiếp là ở Pantado con học ấy thì con được rèn cái gì nhiều nhất? Con được rèn luyện nói, luyện viết và luyện nghe. Đúng rồi, luyện mới hôm qua con làm test xong. Ôi trời ơi, được tốt không, điểm tốt không? Cô bảo là cô ấy bảo là con làm bài cũng tốt. Thế cô mong là nghe thì tốt hơn một chút nha. Nghe lần này khá là nhanh nhạy rồi đấy.
Ok, thank you Tú Phương nha. Cũng sẽ hay đấy, cô sẽ xem các cái bài học để cô xem giáo viên là ai, cô xem các bài học của Tú Phương như nào nha. Là một cô cũng tên là cô Trang cô. Cô bảo là cô chỉ quen duy nhất một cô ở Panda Đô thôi. Để Panda cô được tô có 1.000 giáo viên, có rất là nhiều mới đúng. Con cũng không biết. Rồi, ở Panda Đô có rất nhiều các cô giáo được chưa nhỉ? Ok. Ôi chết rồi, quên mất mảng nói chuyện Tú Phương ấy. Nào các bạn ơi, tiếp tục nhá. Right. Thank you, Tú Phương. And I have another word here. Five. Polar bear. A polar bear can swim. Okay, what is this? Trần Duy Phong. Hello, teacher. Trần Duy Phong. Wow, today you're so energetic, right? So, which animal is this? Polar bear. Polar bear. So, what can a polar bear do? A polar bear can swim. What can they do? A polar bear can swim. Good boy. Okay, can you describe swim? What is swimming? Swim là gì? Now, swim là gì? Là bơi. Đúng rồi, là bơi. Đúng rồi, chính xác. A polar bear can swim. Ui, đợt này Trần Duy Phong nghe tốt thế nhỉ? Đợt này thế nào học sinh ấy? Cho học bài khó mà lại cứ như là ABC này nhỉ? Thế bài hôm nay khó không con? Không. Không à? Ôi, rồi cô Ngọc lại tưởng là bài khó bởi vì hôm nay nhiều từ mới hẳn mà. À, thế là lớp hay nhỉ? Lớp này hay lắm. Cứ cho học bài là nó lại học được khó hơn. Rồi, cô cảm ơn Trần Duy Phong nha. Thế là Trần Duy Phong vừa diễn tả cho các bạn rồi đấy. A polar bear can swim. And the last one. Six. Zebra. A zebra has black and white stripes. Okay, what animal is this? Who can? Cao Danh Lưu hôm nào đang học cũng thấy là đang viết cái gì đấy. Ghi từ con. Ghi từ đúng không? Khổ lắm, Danh Lưu thì rất là tích cực học bài nhưng mỗi tội là mạng nhà hơi lát. Nhiều khi mà mở lên cho bạn nói thì là bạn nói nó bị giật đúng không con? Đấy, hôm trước thì nhắn tin rồi. Nào bây giờ lần cuối nha, Hương Quỳnh nhá. Hương Quỳnh nào. Hello teacher. Hello. So can you show me what animal is this? It's zebra. Good girl. So can you describe about it? Stripes. It's zebra. Zebra. It's zebra. A zebra has black and white stripes. A zebra. A zebra. Has black and white streaks là cái sọc với con này. Streaks. Okay. Tại vì mẹ nhà con hơi yếu nên là con khó nghe. Thế là hơi khó đúng không nhỉ? Thế thì con cố gắng nhất là sau mỗi bài học thì cô cũng đăng ở trên YouTube ấy, mình chỉ cần vào YouTube xong thì gõ Pantado đã sẽ ra tất cả các cái danh sách bài giảng của chúng mình mà đã học các lớp á. Đâu nhỉ, để mình nghe lại nhá. Không là lỡ đâu lại phát âm sai sao đúng không nhỉ? Wow, hôm nay các bạn giỏi thật sự luôn. Nào hôm nay today we'll have a study about cheetah. Okay. Hippo, kangaroo, giraffe, polar bear and zebra. So, it's amazing that you know everything about this. Look at this. We have a review. One more time about this. The first. Cheetah. Right? Cheetah. Oh, cheetah. Now, one more time. Cheetah. Cheetah. Good. Hippopotamus. Okay, because it's a long word, so we just say it in the short form. Hippo. Right, cái từ này là từ đầy đủ của nó nhưng mình chỉ gọi là hippo thôi nha, các bạn nhỏ của cô nha. Hippo.
Kangaroo. 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 Mình nhấn mạnh vào âm âm cuối cùng nhá. Kangaroo. Giraffe. Giraffe. Long neck. Giraffe. 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 Mm-hmm. Polar bear. Polar bear. Polar bear. Polar bear. Zebra. Zebra. Oh. Zebra. Zebra. Okay. Is enough. Is all the new words today. Today we just have six new words about wild animals. Now, today we will guide you how to use the mind map. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái mind map nha. Tại vì là cô vẽ trên này thì nó sẽ xấu đúng không? Can you see the screen? Các bạn có nhìn thấy cái bảng trắng không? Có thì gật đầu mà không thì thôi nào. Ok, great, thank you. Nào, thường thường nhá, nếu mà học về các cái từ mới mà nó khó như này ấy, thì mình sẽ dùng gọi là sơ đồ tư duy đúng không? Gọi là mind map. Thì tùy vào cái kiểu các bạn vẽ thôi. Ví dụ như hôm nay mình học về why. À. Why. Animals, đúng không? Rồi, ở đây cô sẽ vẽ thêm cây lá, vườn, rừng, các thứ. Ví dụ nhiều bạn mà vẽ được kiểu con chim hay là nó đứng ở đây, hay là bạn nào vẽ được cái con cá không, cá heo, tự nhiên ở đây có cái mắt chẳng hạn, tự nhiên thành con cá mập này. Đấy. Đấy, animals đúng không? Tự nhiên nhìn thấy con cá mập ở đây đã thấy nó hoang dã rồi đúng không? Các bạn tùy vào độ sáng tạo của các bạn nhé. Còn có nhiều học sinh của cô còn vẽ con khỉ nó đang treo leo ở cái chỗ chữ W này. Đấy, rồi là bây giờ mình sẽ vẽ thêm những cái quả gì nhỉ? Cây dừa hay gì đấy đây. Thì mình sẽ vẽ ở đây, được chưa? Nhưng mà cô vẽ cây dừa thì thường thường nó sẽ giống cái cây cau các bạn ạ. Nên là cô cũng không tự tin về cái khả năng vẽ vời của mình lắm. Nên nói chung là các bạn vẽ nhá. Cô không tự tin nào. Bây giờ cô thường thường cô sẽ khoanh tròn nó vào đây, tại vì cái khả năng vẽ vời của cô nó có hạn các con ạ. Nha, các bạn thì vẽ sáng tạo lên nhá. Rồi, wild animals here. Có hôm trước học sinh của cô nó vẽ con cá voi ấy, cái đầu con cá voi này, xong thì nó vẽ con cá voi cái thân nó bé tí. Đấy, các bạn nhớ đúng chưa? Now, wild animals. Today we have how many words? 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Cô hướng dẫn đấy nha, bài tập về nhà đấy, là vẽ sơ đồ tư duy đấy. Ngồi đó. Nào, tiếp tục nào. Hôm nay mình học từ gì nhỉ? Hôm nay tôi gọi một người xem nào. Gọi một bạn xem nào. Nào, Dương đây làm trợ giảng cô nào. Ok, nào, từ đầu tiên nào. The first. Nhớ không? Con báo. Cheetah. Đúng rồi, cheetah. Đúng rồi. Thường thường nhá, cái từ này nhá, nếu mà số 1 này cô sẽ vẽ hình da báo ở đây, cô sẽ vẽ mấy cái đốm đốm. Cô sẽ vẽ mấy cái đốm đốm này. Đấy. Được chứ? Nhé. Yeah. Được, đúng không? Đúng cheetah không? Đúng cheetah chưa? Đúng không? Yes. Đúng Dương ớp. Yes. Ừ, nhưng mà cô đã nói rồi, cái khả năng vẽ vời cô nó có hạn đó con. Nào, bây giờ cheetah thì các bạn có thể vẽ con báo ở đây. Hoặc là cô sẽ ghi là hẳn là run, tự nhiên kiểu ví dụ luôn. Run fast. Đấy. Đường rất là rộng, đúng không? Thì cô sẽ vẽ em mũi một cái gọi là cái gì nhỉ? Flash line ở đây. Giống kiểu như là các bạn chạy nhanh ý. Cô phóng to màn hình đi cô. Cô đang khó vẽ quá các bạn ạ. Lâu lắm rồi không vẽ ở trên này. Đấy, cô sẽ vẽ một cái flash line ở đây. Giống như kiểu là, nói chung là đây là cái đường. Đấy, đây là cái
Được chưa? Nói chung là cheetah run fast, hoặc là bạn nào vẽ hẳn con báo đấy cũng được, đặt hẳn con báo ngồi đấy cũng được, được chưa nào? Cái từ thứ hai là gì, thứ ba là gì, thứ tư, thứ năm là gì? Các bạn lấy ví dụ và vẽ hình ra đây. Đây, chỗ này là vẽ. Bạn nào vẽ đẹp thì tốt, mà bạn nào không vẽ đẹp thì cắt giấy ra. In là cắt ra, dán vào đây. Được chưa? Ví dụ như nha. Các bạn cắt cái cắt bạn các bạn hoặc là bạn vẽ ra một con báo xong bạn cắt ra bạn dán vào đây. Được chưa? You stick on it, right? So today our homework today is drawing a mind map about wild animals. Bài tập của chúng mình ngày hôm nay nào, cô sẽ tạm thời stop share ở đây. Bài tập của chúng mình ngày hôm nay sẽ là vẽ mind map, vẽ sơ đồ tư duy. Ok, hôm nay mình sẽ vẽ sơ đồ tư duy bởi vì là từ hôm nay là những cái từ nó khá là khó nhớ, được chưa nhỉ? Khá là khó nhớ để mình có thể là nhớ cách viết. Cho nên là cô sẽ hướng dẫn các bạn là vẽ sơ đồ tư duy đó. Các bạn vẽ sơ đồ tư duy nhá, sáng tạo nhất có thể, đẹp nhất có thể, được chưa nhỉ? Bạn nào mà có thể là nói hoặc là thuyết trình về cái sơ đồ tư duy của mình thì càng tốt. Đúng không? Rồi thì cô vẫn sẽ nhận bài ở trên giỏi tiếng Anh cùng con và không chữa thiếu bài của một bạn nào hết. Được không? Các bạn nhớ hashtag cô nhá. Còn bây giờ chi tiết cái sơ đồ tư duy như thế nào thì cô sẽ hướng dẫn các bạn ở trên nhóm Zalo vào ngày mai. Được không nhỉ? Để cuối tuần mình có thời gian mình vẽ, mình làm. But now is a little bit late. Your mission here is brush your teeth, wash your face, and go to sleep. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ hai nhá. So, you little bit so sad. Goodbye and see you. Goodbye. Bye. À, chưa mở mic đúng không? Trời ơi, mình xin lỗi. Good morning. 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 Good morning.